Em chào bác ạ, nếu mà các bác mua combo thì các bác có thể tham khảo sang cái combo hàng này giúp em các bác nhé. Con này của em hiện tại là một là lưỡi là bằng tông là bằng lò xo tàu, còn lưỡi dao là bằng nòng súng. Thì đây ạ, hôm nay em sẽ cùng các bác xem thử xem là với mức độ là với một cái lưỡi dao dày và 5 ly dòng nòng súng thì test thử cái độ sắc bén của con hàng xem là nó ở mức độ nào các bác nhé. Đây ạ, rất là ok phải không các bác? Nó được một đường từ trên xuống dưới như thế này luôn đấy ạ. Mấy hôm nay mưa nên là mọi thứ nó đều ẩm, giấy nó cũng đều rất là ẩm. Nhưng mà khi mà em cắt ấy thì nó đều có cái độ sắc bén trôi chảy lưỡi từ trên xuống dưới các bác nhá. Đây ạ. Trời đang lên clip mà trời cũng đang mưa nữa đây này. Đây. Đây. Thì là cái độ sắc bén của nó, mặc dù lưỡi nó là chuyên chặt, lưỡi dày, nhưng mà cái độ sắc bén của con hàng thì nó vẫn đảm bảo để các bác mình sử dụng các bác nhá. Hiện tại thì em đang có hai dòng, một con là Tanto lưỡi đang có hai con Tanto lưỡi 21. Dòng nòng súng này nó hơi dày các bác nhá. Lòng nòng súng này nó hơi dày, nó dày vào 5 ly liền hàng cả vỏ như thế này cho em. Hàng cả vỏ các bác nhá, đang có hai con hàng cả vỏ đây ạ. Và vỏ nó sẽ như thế này các bác nhá. Còn nếu mà lưỡi thôi thì nó sẽ như thế này. Vào cả vỏ thì sẽ như là cả con em lên cho tất cả các bác. Vỏ là vỏ gỗ mun. Gỗ ở đây thì hiện tại em đang không phun bóng và không phun màu các bác nhá. Không phun bóng, phân phun màu, giữ nguyên cái chất lưỡi ban đầu của con dao đến tay tất cả các bác. Đây, đang sẵn hai con hàng đây. Bác nào ưng ý thì mình cứ liên hệ ủng hộ em, vì con này nó không có khâu đồng nên là hiện tại lên cho các bác thì đang có giá là 600.000 một con, hàng không lên đai đồng các bác nhé. Còn nếu mà hàng lên đai đồng nó sẽ là 650. Bây giờ thì giới thiệu với các bác là hai con dao tông. Tông này thì dày 6 ly, thuôn dần về múi lưới dao còn 3 ly. Thành ra là khi mà các bác chặt gà, chặt vịt, chặt xương sườn ấy thì nó sẽ có độ bén rất là cao. Ngoài ra thì đang có một con tông nữa, lưỡi cũng dày 6 ly, đang có hai con tông đấy các bác nhá. Hai cặp dao tông này nó đều có cái kích thước là dày 6 ly như thế này và thuôn dần về mũi lưỡi dao còn 3 ly. Chính cái kiểu mà rèn như thế này thì thành ra lại để các bác là chặt khỏe tốt nhưng không bị mỏi tay và cực kỳ là ngọt. Bởi vì mà để mà đập cái lưỡi dao mà dày 6 ly, thuôn dần về mũi lưỡi dao còn 3 ly như thế này thì mình đập rất là mất công, tốn sức. Nhưng đổi lại thì các bác sẽ có này. Một là dao chặt khỏe nhưng không quá nặng, dao chặt khỏe nhưng lưỡi lại bén nên là chặt cực kỳ là ngọt. Đấy, ưu điểm của nó nhá. Em nhắc lại lần nữa này, lưỡi dao chặt nặng, chặt khỏe nhưng không hề nặng. Cái thứ hai là lưỡi dao chặt khỏe, chặt nặng nhưng mà vì cái lưỡi dao nó đang thuôn xuống như thế này nên là cái lưỡi dao chặt dày nhưng mà nó lại ngọt các bác nhá. Đấy ạ, lưu ý giúp em. Đây là con tông bằng lò xo tàu của em, hiện tại đang có hai con thâu đồng vàng. Tổng trọng lượng con hàng nó đang rơi vào là 650g, 630 đến 650g, 6 lạng rưỡi như thế này. Thì đang có giá bán cho tất cả các bác trong clip ngày hôm nay là 400.000 một con các bác nhé. Còn đối với cái dòng Tanto như thế này, các bác mình có thể lựa chọn cho em là một cặp dao như thế này với một con tông như thế này chẳng hạn, thì là hai con này 6 với 4, ui tròn 1 triệu tròn. Bác nào mua cả combo như thế này thì để cho các bác là 950.000 một combo các bác nha. Đó, thì giá hôm nay để cho tất cả các bác thì cũng quá là tuyệt vời rồi. Các bác ưng ý thì cứ liên hệ Zalo của em. Em thì mình làm nhiều thì không nhiều, nhưng mà hứa sẽ đưa đến các bác những cái mẫu dao được làm từ nhiều chất liệu này, phong phú này. Bởi vì mình là làng ở trong làng nghề các bác, ở trong làng nghề tay nghệ nhân nên cũng muốn sáng tạo. Thành ra là cũng rất là nhiều mẫu dao đưa đến cho tất cả các bác. Zalo của em là 0347 753 780. Clip của em hôm nay đến đây thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip lần sau ạ. Xin chào tất cả các bác nhé.